Cuộc tranh tài bếp núc mùa dịch của các sao nữ vì biết Lan Khuê làm nhiều món khó, Minh Triệu làm nhiều đồ ít liên để giữ dáng. Những mỹ nhân vì biết không chỉ nổi tiếng vì tài năng mà còn được người hâm mộ quan tâm vì độ đảm đang khéo léo. Mỗi lần vào bếp, các sao nữ đều mang đến những cảm xúc rất khác nhau cho người hâm mộ. Có những người khiến các fan phải trầm trồ vì sự khéo léo với những đoạn clip hay hình ảnh nấu ăn đẹp mắt sang trọng. Nhưng cũng có sao khiến fan phải bật cười vì sự hài hước khi tự nếm thử món ăn của mình. Lan Khuê. Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng ở thành phố Hồ Chí Minh, Lan Khuê đã có nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên vào bếp trổ tài nấu nướng chiêu đãi ông xã. Những món ăn ngon được Lan Khuê chia sẻ hàng ngày, kèm theo công thức để chị em phụ nữ có thể tham khảo. Nhìn thành quả nấu nướng của chân dài, cư dân mạng không khỏi phát thèm bởi trình độ có thể sánh ngang đầu bếp của khách sạn 5 sao. Cô nàng đã làm vô cùng nhiều món có độ khó cao và được trang trí đẹp mắt. Ví dụ như món cá hồi sốt tương gừng mang phong cách Nhật Bản, khâu trình bày vô cùng bắt mắt, hay cơm hải sản nấu hoàn toàn theo kiểu Á nhưng được trang trí theo kiểu Âu. Nhìn qua thực đơn nhiều món mỗi ngày của Lan Khuê, lúc nào cũng khiến mọi người phải trầm trồ, như có món miếng trộn gà xé, món ăn dân dã nhưng qua bàn tay trình bày của Lan Khuê trông cực sang chảnh, thậm chí đến món súp bắp bình thường qua tay chân dài cũng nhìn thơm ngon khó cưỡng. Minh Triệu dành phần lớn thời gian trong mùa giãn cách để vào bếp nấu nướng. Tuy các món cô làm không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm ở sự gần gũi và đẹp mắt. Có thể kể đến như bún bò Huế, bún mắm nêm, thịt nướng, miếng trộn và hơn hết là những món hết sức healthy để giữ dáng. Ngoài ra, Minh Triệu cũng nghiên cứu thêm TikTok để thử sức ở những món chưa từng làm. Điển hình có bánh cuốn nóng, bún cá hộp, mà món nào cũng thành công ở lần đầu tiên. Có lần, cô nàng còn vào bếp mở tiệc hải sản ngay tại nhà. Món ăn chủ yếu là các món hải sản nướng như mực nướng, cá nướng, tẩm ướp gia vị đơn giản. Một trong ba món chính là vây cá hồi chiên tỏi, ăn cùng salad dưa chuột và ô liu muối. Cách làm khá đơn giản, vây cá rửa sạch, ướp bột tỏi, gừng, hạt nêm, rượu trắng, sau đó cho vào nồi chiên. Ngoài ra, những món ăn như salad hay bữa ăn kiểu Tây của cô nàng cũng thường xuyên khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì dù đơn giản nhưng luôn được Minh Triệu chăm chút và trang trí đẹp mắt. Miu Lê cũng là một trong những cái tên siêng năng vào bếp mùa dịch với loạt thực đơn quen thuộc và được bày trí đẹp mắt. Tuy nhiên, lần nào cô nàng nếm thử cũng đi kèm với những biểu cảm hết sức hài hước khiến dân tình phải thích thú. Trong menu vào bếp gần nhất của cô nàng có món cá ngừ kho dứa. Sau một hồi nấu nướng và nếm thử, nữ ca sĩ lắc đầu ngã nghiêng rồi bất ngờ té xỉu. Thậm chí, bên dưới bình luận, nữ ca sĩ còn hài hước đùa rằng combo nóng, cay, phỏng, cắn lưỡi, cắn hai bên má, lắc đầu quá nên tiên đình. Ngoài ra, cô nàng cũng còn một loạt những món ăn được đặt tên đậm chất Miu Lê như cá hồi sốt rét, pancake ngốc nghếch. Không chỉ món ăn, cô nàng cũng rất chăm chỉ làm các loại nước ép vừa tốt cho sức khỏe, vừa giữ dáng tốt. Lê Phương cũng là một trong những nữ diễn viên siêng năng vào bếp và thường khoe thành quả với người hâm mộ. Có lần, cô nàng còn sáng tạo món bánh giò không cần gói lá chuối. Lý do là vì đang giãn cách xã hội, lá chuối thành mặt hàng xa xỉ mùa này nên Lê Phương đành nghĩ ra cách hấp bánh bằng chén tương tự bánh đúc nóng của miền Bắc. Cô nói, dù không có mùi đặc trưng của lá chuối nhưng hương vị đặc biệt, thực sự rất ngon. Lần này, vì thèm bún đậu mà nữ diễn viên đã quyết định làm một mẹt bún đậu tại gia phục vụ cho gia đình. Mẹt bún của Lê Phương vẫn hấp dẫn với đầy đủ các thành phần như thịt heo luộc, chả, đậu hũ chiên, rau thơm, tắc, bún và chén mắm tôm. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, cả nhà ăn uống no nê vẫn còn dư thịt và chả, nên cô bèn tận dụng để nấu cháo ăn lót dạ bữa xế cho ấm bụng. Cô còn trổ tài làm mì tươi, khiến khán giả phải trầm trồ. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ từng đãi cả nhà một bữa trưa hoành tráng với món mì tôm, gà, hoành thánh. Món ăn trông có vẻ phức tạp, thực chất chế biến khá nhanh, tôm luộc bóc vỏ, bỏ luôn phần đầu. Thịt gà Lê Phương luộc rất khéo, da gà vàng, giòn, hoành thánh đem hấp chín. Ngoài ra còn có cả trứng ngâm nước tương lòng đào vị béo ngậy. Có thể thấy, sau thời gian dài chạy sâu vất vả và mệt mỏi, giãn cách cũng giống như một cơ hội để các sao nữ nghỉ ngơi và trổ tài vào bếp. Khả năng vào bếp cùng thực đơn nấu ăn mỗi ngày của các mỹ nhân V-biz luôn khiến khán giả phải trầm trồ và tò mò mỗi ngày. Theo dõi kênh nhé.